Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát bị ma nắm giữ, bị ma làm mê hoặc, chỉ nghe danh tự vọng sanh chấp trước. Vì sao? này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy trước chưa tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, trước chưa an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh trước chưa an trụ trơn như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ Trước chưa an trụ, thánh đế khổ tập diệt đạo, trước chưa tu học bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trước chưa tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, trước chưa tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, trước chưa tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, trước chưa tu học mười địa bồ tát, trước chưa tu học năm loại mắt sáu phép thần thông trước chưa tu học pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa trước chưa tu học mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng trước chưa tu học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả trước chưa tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trước chưa tu học tất cả hạnh đại bồ tát trước chưa tu học quả vị giác ngộ cao tột của chư phật do nhân duyên này tạo điều kiện thuận tiện cho ma